strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Quay trở lại với Game of Master này mà thì sắp tới có cái giải đấu đội vô địch đó. Bữa nay làm clip ngắn ngắn để chiêu mộ nhân tài. Thực chất là kiếm thêm người cho nó đủ đội hình để đi đánh giải thôi em mà. Yêu cầu thì khá là đơn giản, cho anh em nào mà có hứng thú thì khoảng tầm bạo kích tầm 3k2 trở lên nha. Có mấy cái bóng mà có thể đánh PvP là ok, mình nghĩ chắc tầm bạo kích 3k2 thì chắc cũng là cũng chơi cũng ngon rồi. 3k2, 3200 grid dam trở lên thì có thể là nếu mà có hứng thú hoặc là chưa có tổ đội nào để chiến đấu thì có thể gia nhập vào cái team của tụi mình ha, cái clan của tụi mình, clan chai bao đó anh em mà hơi dị. Thì anh em nào mà có nhá hứng thì có thể là để lại thông tin qua email cho mình hoặc là để lại Zalo dưới phần mô tả cũng được, mình sẽ chủ động liên hệ với anh em nào có nhã hứng, hoặc là anh em nào mình sẽ để lại cái ID game dưới cái phần mô tả ha. Anh em nào mà cảm thấy hứng thú thì có thể gọi là chat trong game cũng được, hoặc là liên lạc qua cái Gmail mình có để dưới phần mô tả đó, thì anh em xem thêm cái thông tin dưới phần mô tả ha, sẽ có ID account của mình với lại account game Gmail để anh em tiện liên hệ. Đó thì chỉ là một vài điều thôi, thì đa số những clan mạnh thì mình nghĩ là chắc đăng ký hết rồi, trừ vì là một số anh em nào còn bơ vơ hoặc là lâu rồi không chơi, muốn bắt lại chơi luyện tập kiếm chút vật phẩm gọi là giải trí thôi. Chứ đội hình thì mình nghĩ là cái team rất là nhiều team mạnh. Tuy nhiên thì nếu mà đánh hết sức thì cũng chưa biết được thế nào ha, nó vẫn còn nhiều yếu tố hên xui trong đó thì ok. Nếu anh em nào mà có hứng thú và cái account có bạo kích tầm 3200 trở lên, chỉ cần đạt được cái yêu cầu đó thì có thể liên hệ thông tin liên hệ dưới phần mô tả để mình vào ha. Tại vì cái ngày đăng ký chỉ có 5 ngày, tới ngày 27 là hết rồi, thì mình sẽ chừa tới ngày cuối cùng mình mới đăng ký thì anh em vẫn có thể vô được. Một khi đăng ký thì không có thể vô được nữa anh em à. Từ 22 đến 27 thì chắc là tầm 27, ngày 26, 27 gì đó mình mới đăng ký, thì anh em có thể là tranh thủ ha. Ok, thì cũng chỉ là vậy thôi. Mục đích của video clip này là để tập hợp anh em nào còn bơ vơ vô để đánh giải thôi anh em mà. Ok, thì chắc là cũng tạm dừng ở đây thôi. Anh em nào mà có nhu cầu hoặc là muốn đánh giải thì có thể liên hệ thông tin mình để dưới phần mô tả ha. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video clip tiếp theo. Bye.